Toàn Lưới mến chào các chị. Trên màn hình các chị và các bạn đang xem đây là một mẫu lưới trang trí. Thì cái mẫu lưới này các chị bạn mình có thể dùng làm trang trí hoặc là làm lưới chắn giường tầng, lưới bảo vệ giường tầng. Đây là cái mẫu Toàn làm cho khách nha. Thì sẵn tiện Toàn review cho các chị và bạn đang xem. Thì trên màn hình các chị bạn đang xem đây là một cái mẫu lưới trên chất liệu là dây thừng đây, sợi 6 ly và cái ô lưới được đan. Trên màn hình các anh chị bạn xem đây là ô lưới 10x10 nha. 10x10. Và cái khổ lưới các anh chị bạn đang xem là khổ lưới là 62 cm. Chiều dài thì mình có thể làm theo yêu cầu nha. Mẫu này các anh chị bạn có thể làm trang trí trần, trang trí vách ngăn hoặc là trang trí giường tầng, lưới chắn giường tầng. Nếu các anh chị bạn quan tâm có thể inbox cho Toàn Lưới bằng cách là comment bên dưới video hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại của Toàn Lưới nha. Thì Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Rồi, nếu các anh chị bạn xem video thấy hữu ích nhớ nhấn like và đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mà Toàn Lưới sẽ chia sẻ trên kênh YouTube của mình gửi đến cho các anh chị và bạn. Cảm ơn các anh chị và bạn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.